Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một bản mod skin của Flash luôn nha. Skin này là skin Legendary Flash của trong game gì nè, MCU gì đó. Nói chung là mình cũng rành lắm, không rành game này lắm nhưng mà mình thấy cái skin này nó đẹp ha. Thì mình sẽ làm sự những mod thêm những skin riêng. Bữa hôm trước là mình hướng dẫn mod Flash full skin full skill rồi á. Đây cái để mình vô cái kênh ha. Thì mình hôm trước mình có cái clip này hướng dẫn mod Flash full skill full skin ha. Thì nó bao gồm những cái skin rồi ha, nhưng bây giờ mình sẽ làm những cái bản mod hướng dẫn mod skin riêng rồi để mà gắn bổ sung vào trong cái bản mod Flash này luôn ha. Thì để mà cài để mà chạy mình khuyến cáo luôn, để mà mod skin này thì các bạn nên coi cái clip này, coi clip hướng dẫn mod Flash full skin full kill của mình. Xong rồi mod xong cái này ha, mod xong cái này ok rồi thì mình mod thêm skin này vô ha. Đó, skin này nè. Thì nói chung là skin này đẹp, nhìn rất là đẹp ha, đẹp hơn những cái mình thấy nó rất là đẹp, ngầu quá nồi luôn. Thì chiêu này thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng chạy nhanh rồi. Thì nó chạy thì màu nó ra màu màu gì đây, màu 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 cam nha. Cái này thì buổi tối các bạn bật bật sang buổi tối này, bật sang buổi tối. Đó, buổi tối là đẹp lắm. Rồi, thêm chút mưa nữa. Rồi. Nó thì kill là gì đây, nó cũng vậy thôi. Đó. Nghe nè. Nó thì đánh nó cũng y chang skin kia thôi ha. Đó, tối nó nổ đẹp. Đó, thấy không? Nhìn không? Một vàng màu màu vàng ống này. Có nhiều cơ ở trong thì nó đen thôi. Chỉ nó nổi bật lên cái màu vàng ống lên. Nên đây để cho nhìn cho nó rõ ha. Đó thì kill king là cũng vậy thôi ha. Khi số 2 này. Này số 1. Ấy ê chưa chưa chưa. Bày rồi. Này số 1 này. Này số 2 là gì? À lốc xoáy này, không. Lốc thì nó vẫn có đầy đủ nha. Nó vẫn đẹp. Quả đồ rồi. Đây đây. Đó. À, không không bị lỗi gì hết á, không có một lỗi gì đâu. Đó đẹp này, đẹp cực kỳ luôn. Đó kill số 3 này, kill 3 phải hình như phải có người. Người đâu mất tiêu rồi này. Đó kêu ba thì cũng vậy thôi, đó chết điện. Chiêu 4 rồi bắn ha. Thì đẹp, để mình chuyển nó ngày ban ngày cho nó sáng lên chút. Đấy. Hết mưa này, để hết mưa khác. À. Nhìn đẹp, ngầu. Ngầu như cái bồn cầu. Đấy. 5 này, kill thứ 5 này.
Chiêu năm là chiêu gì quên rồi. À chiêu năm hình như là chiêu phải có người. Khoan không ta. À đánh rồi, đánh liên tục. Máu không. Ngầu buổi sáng nó đẹp đấy nha, buổi sáng nó nhìn nó ngầu đẹp. Ok. Rồi chiêu 6 thôi. Còn chiêu cuối cùng. Đó. Đó. Dầm lúng xe này. Nó lúng xuống. Đây đây đây, con người đó luôn xuống luôn. Tôi nhỏ rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bản quát này ha, để mình ra ngoài cái rồi thôi cho nó bay mày. Thì thiếu file up 4 đó. Thì bản mod này nó gồm những cái file này. Thì đầu tiên là cái skin này của mình ha, cái up 4 này, rồi cái ba file này fix lỗi văn game. Thì để mà cài được thì các bạn nên coi cái clip mà hướng dẫn mod mod flash nha, full kill nè. Các bạn phải cài, ok phải cài xong flash đó nha. Nói chung là các bạn phải cài xong nick mod của flash. Đó, nít mod của Flop này. Đó, bản mới nhất hiện tại là cái file của mình là cái bản mới V2.685 á. Đó, các bạn phải cài. Nói chung là các bạn phải cài trước cái bản Flop ha. Cài xong rồi các bạn sẽ cài skin sau ha. Các bạn ấp mũ này, các bạn cứ chạy ấp mũ bình thường ha, chạy như một phần mềm bình thường. Chạy xong các bạn mở lên. Mở lên thì ban đầu nó kêu là chọn vô trong thư mục game á, link vô trong nghề game á. Thì các bạn chọn link vô, xong rồi chọn GTA Windows thì nó nhảy vô trong đây. Nhảy vô thì trong đây thì các bạn bấm Emote lên, bật Emote lên. Đó, khi mà mở 4 là cái cứ bật Emote lên. Xong rồi đến cái Ad Manager này. Là những bạn mới hay cũ đều phải lưu ý cái phần này, là các bạn insert nó lên từ màu xanh dương thành màu xanh lá như này mình ha. Insert nó lên hết. Rồi xong. Bây giờ xong là coi như là bạn bật mod được rồi á. Thì đầu tiên là mình sẽ giải nén hết những cái file này ra. Giải nén là phải giải nén cái này ra trước. Rồi. Rồi cái file skin này thì các bạn giải nén bấm edit. Giải nén ra, gõ bát là cùng vật gaming nha. Đó, viết liền như mình. Mình sẽ để link cái bát ở dưới video luôn cho các bạn giải. Rồi đó, nó giải ra như này. Thì đầu tiên là các bạn vào 4 nè. Các bạn vào cái bên cái nút Ad Manager á, cái Open Backer Installer á, các bạn bấm vô. Các bạn đi dẫn đến cái đường cái skin của mình ha. Các bạn vào skin này nè, cái skin Legendary nè. Ha. Nói chung là mình cũng không biết cái skin này nó nằm trong game gì nữa. Nhưng mà mình thấy nó đẹp. Đó, bạn cái sạch Legendary Flash nè. Nó nhìn đẹp lắm. Cái trang của mình ngồi nó nằm trong game, nó trong game mobi á, game mobi, nó nằm trong game DC Legend ha. Này thì người ta cái này là skin nhưng mà người ta chưa có hướng dẫn mod vô đâu. Mình mod vô trong nít mod luôn, mình mod vô trong nít mod luôn, kêu ra một lần cho nó tiện ha. Thì cứ bấm, các bạn cứ vô trong đây ha, các bạn chạy cái file này. Chạy file này dưới chạy file này, còn file này là file xóa ha, xóa skin ra. Đó, các bạn chạy hai một trong hai file này. Đó, các bạn chạy insert nó này. Các bạn vào mod folder, ở bấm insert cái file đầu tiên á. Ha. Ôi trời, để chắc mình sẽ đặt thứ tự cái này ha. Mình sẽ đặt thứ tự này. Mình đặt thứ tự đi.
cho các bạn dễ hiểu. Từ để mình giải nén lại, mình lấy lại, mình đặt cái đôi bát lại. Cái này là ghi là xó này, xó skin đấy. À, thì đầu tiên là các bạn chạy file một trước ha, chạy file một xong, chạy file một thì nó kêu bạn chọn mask folder này, các bạn cứ chọn mask folder rồi insert đó. À, rồi tiếp theo với các bạn cứ chạy file hai thôi, chạy file hai thì nó kêu chọn game folder đó, thì chọn game folder là insert, bấm insert nó tự cài là xong. Thì muốn xóa thì cứ chạy file xóa thôi, chạy file xóa là xóa xong, xóa cho bạn ha. Đó, ok đó, xong rồi các bạn cứ cài fix lỗi văn em thôi, GTA5 nè. Thì đầu tiên là muốn fix lỗi thì các bạn vào trong game của mình, thư mục game á, các bạn coi cái file GTA5 này, cái mình của mình là nó đang ở version mấy, bấm chuột phải vô nha, mình không có dẫn nhiều đâu, mình hướng dẫn quá nhiều rồi. Cái phần này nè, các bạn bấm chuột phải, bấm ruby đi, chọn detail để coi phiên bản này nó là phiên bản gì. Mình là 1.02372.2 ha. Thì các bạn cái file này, cái phiên bản này phiên bản của mình, các bạn có phiên bản thấp hơn như vậy thì các bạn cứ chọn ha. Nhưng mà mình khuyến cáo luôn là có những bạn phiên bản thấp hơn nữa thì nên cài game mới nha, thấp hơn nữa là không có luôn trong đây á thì nên cài game mới, hoặc là những cái phiên bản có cỡ tầm đây là mình nghĩ nên cài lại đi. Thì mình kênh mình cũng có một cái clip hướng dẫn cài á, clip này nè, hướng dẫn cài này. Thì phiên bản nó cũng cao rồi, phiên bản nó cao không à, chứ nó không có thấp lèo đâu. Nó cao thấp nhất là phiên bản này, là phiên bản này mod cũng ok rồi ha, tải nhanh này, phiên bản link 3 link 4 á, còn link mấy cái link này thì nó phiên bản cao hơn, nhưng mà mình chưa có test cái này, nhưng mà mình test hai cái này rồi. Đó, thì các bạn có thể cài lại game, còn các bạn chọn đúng phiên bản ha. Rồi các bạn đây ít mà từ ít nhỏ đến ít lớn thì xe ra đường càng ít ha. Cái này là cái delay xe ra đường, nhưng mà 0.1 thì 10 chiếc nó ra còn có 1 chiếc à. Cái này là 5x thì 10 chiếc nó ra 50 chiếc. Thì tùy theo có win máy, thì máy yếu thì các bạn dùng những ít nhỏ cho. Máy mạnh thì các bạn dùng ít lớn này là cái lượng xe ra đường á. Còn như mặc định thì các bạn chọn file này thôi. Hoặc là file 1x ha. Thì các bạn đó coi cái game folder nè, các bạn vô trong thư mục mod nè, update nè, update RBS command data. Các bạn kéo xuống cái game mà fit này, các bạn kéo nó vô ha. Kéo vô cho nó đè lên. Đè lên game fit. Bấm các bạn rồi xong đó các bạn bấm chuột phải vô. Game fit bấm edit. Các bạn gõ control F, gõ clone. Các bạn ban đầu nó là 60 ha, các bạn chuyển nó sang 100. Các bạn save nó lại. Ha. Còn nếu mà các bạn mà mod mới mà trong file mod mà không có cái file update.rb đó, thì các bạn đến cái update này nè, cũ trong game luôn, các bạn đến update rs, các bạn bấm copy mod folder, nó giống như vậy nè, copy to mod folder nè, bấm copy, khi mà đợi nó copy xong á, các bạn bấm sau thì nó chỉ tự động nó nhảy vô trong mod ha. Nói chung là copy xong là nó đã nhảy vô mod rồi, thì các bạn bấm sau được cái là nó tự động nó nhảy vô cho mình. Okay, thì cứ mod update nè, rbs nè, command data, kéo xuống cái game fit này, kéo cái game fit của mình vô thông chỉnh lại là xong ha, khai báo xong game fit đó. Rồi các bạn vô còn hai file này nữa thôi, rip 5 thì cứ file bin nữa, ba file nè, cứ copy vô xong thư mục gt5 bát vô. Còn rip 5 .net thì cứ cái file rip configuration setting nè, chuyển nó thành f3 f3 chứ, ba là lưu nó lại, xong là cấp những file này chuyển vô đó ha, là xong, vô thông thư mục game nha, là xong. Rồi các bạn cứ vô game lại ha. Nhưng mình cũng nói lại luôn là khuyến cáo là các bạn muốn mod cái skin này là phải cài cái flash trước nha, cài cái clip này, coi cái clip này là cài hướng dẫn cài mod flash này trước ha. Mình sẽ làm những cái clip mà hướng dẫn mod, thì mình hiện tại là mình làm 5 cái clip hướng dẫn mod nó mod nhân vật nâng cao rồi á, Thanos này là lâu rồi, cái clip Thanos lâu lắm rồi. Nói chung là cái clip Thanos mình làm không có chuẩn cho lắm ha. Không có đầy đủ, không có skin nhiều cho lắm. Nhưng mà những cái mod này nè, mình thêm skin đầy đủ rồi. Godzilla này. Rồi Thor là Flash, Superman. Rồi
Thì xong rồi các bạn cứ vô game. Vô game thì bấm Ctrl N. Hiện lên cái bảng Netbot nè. Các bạn chuyển đến Flash. À, thiêu. Thì đó, đây là những cái mod mà hôm trước của mình hướng dẫn á, thì nó có đầy đủ skin như này rồi. Thì các bạn cài thêm cái skin của mình. Thì hôm sau mình sẽ là hướng dẫn cái mod cái skin này. Flash Zerlite ha. Cái thằng mặt bựa này nè. Thì hôm sau mình sẽ làm hướng dẫn cho. Còn cái này hôm nay mình sẽ làm cái clip này. Cái skin này trước. Đó, mình mod thêm cái skin này. Thì để hôm nào mình kiếm những cái skin đẹp, mình mà mod vô cho các bạn ha. Hoặc là các bạn thích cái mod skin nào thì cứ gửi tên qua để mình mod vô cho. Đó, thì các bạn kêu ra, kêu skin ra thì đó, vậy thôi đó, kêu skin ra rồi trải nghiệm thôi. Skin này thì đẹp. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã coi clip của mình nha. Nếu mà thấy hay có thể like, share, subscribe, đăng ký kênh Cùng Hoạch Gaming để coi lại những cái clip mình hướng dẫn mod khác ha. Rồi, ok, bye.